Anh xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của bé Thịnh Yuka. Khi mà các bạn xem được cái clip này của mình, chắc hẳn là các bạn vừa mới đi học về đúng không? Hoặc là các bạn sắp đi học rồi. Và ngày hôm nay, mình hỏi thật sự nha, bao nhiêu bạn đang xem clip của mình mà chưa từng nạp và cũng chưa từng có một trong 5 cái gói sale Vol 4 vào sắp tới đây? Hỏi thật sự nha, bao nhiêu bạn chưa từng có một trong 5 cái gói sale Vol 4 sắp tới đây thì các bạn bấm like clip này liền cho mình biết đi. Các bạn chưa có bao giờ luôn nha, chưa mua được gói nào hết thì các bạn bấm like clip này cho mình đi. Các bạn có muốn mình sẽ mở một cái mini game thật là lớn liên quan tới những cái gói này? Tại vì cái gói này á, nó cũng khá là rẻ thôi. Tại vì mình nghe là sale lớn lắm mọi người, chắc là tầm khoảng 20k một bộ á. Rồi, nếu như bạn nào mà chưa có thì like clip này mình cho mình biết là số lượng bao nhiêu bạn chưa có những cái bộ đồ trong những cái gói mới sắp tới đây nha. Là ngày 30, ngày 30 rồi mấy nấy ơi. Và tụi này chính là cái tụi ếch này các bạn ơi. Tụi mình sắp phải chia tay những con ếch này rồi. Và phải hết một cái Tết tiếp theo nữa thì tụi mình mới có thể gặp lại được những cái con ếch này nha mọi người. Thì mình cũng khá là buồn luôn, nhưng mà cũng vui vì hôm nay trong video này của mình sẽ tổng hợp 15 loài thằn lằn kỳ đà, 15 loài thằn lằn kỳ đà và tắc kè mới cho các bạn biết nha, về thông tin hình ảnh này và tên của nó để cho sắp tới các bạn đi săn. Nó sắp tới vậy thôi chứ cũng sắp rồi các bạn ạ. Chắc cũng phải hết tháng này thì các bạn sẽ chuẩn bị đi săn những em thằn lằn mới nha mọi người ha. Rồi quay trở lại video ngày hôm nay để coi thử là có cái gì mới không nhờ. Rồi cửa hàng á thì cũng không cập nhật một cái gói gì mới hết các bạn ơi. Không có gói gì mới hết, trời đất ơi. Và các bạn biết cái gì không trời đất ơi? Đây cho các bạn coi cái này nè. Hồi sáng thì mình đang like á thì mấy bạn mới chỉ cho mình coi cái này. Tại vì trước giờ thì mình không có chat ở trên này nha. Đây các bạn coi. Cái nào nhờ? Đây. Uầy. Uầy. Mọi người biết cái gì không? Mình sắp phải trở thành cổ đông lớn của VN Hegin rồi các bạn. Trời ơi. Mình sắp trở thành cổ đông lớn của Hegin rồi. Mình là một người cày chay, thật sự là mình cày chay các bạn ạ. Mình bảo đảm luôn, mình cày chay rất ít khi mình nạp mấy ní ơi. Nhưng mà hiện tại cái con số gói của mình á là đã 94 gói trên 100 gói rồi. Mình nạp 100 gói vào trong game á là mình sẽ được cổ đông lớn nha. Thì cái cổ đông lớn này nó cũng mới vừa đây thôi, chứ nếu như mà tính từ lúc mà mới chơi game tới bây giờ thì dư sức rồi các bạn ơi. Thì mình còn đúng 6 gói nữa thôi là mình sẽ nhận được cái danh hiệu cổ đông lớn của game. Và tất nhiên rồi, chắc sẽ đủ các bạn ạ. Tại vì sắp tới sẽ có thêm gói vợt nè, và gói xe, và rất là nhiều gói mới xịn nữa. Rồi quay trở lại clip ngày hôm nay của mình. Đầu tiên là mình sẽ bóc siêu cái này trước đi, cho nó đỡ xui nha mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ mở cái này đi, mà chắc chắn cái mình cũng phải nạp gói rồi. Tại vì là bây giờ mình phải trả giải cho mọi người, nên đó là mình phải nạp tiền vào lấy thỏ vàng mọi người ơi. Như vậy có thể là mình sẽ còn 5 gói nữa. Rồi ok các bạn cứ đợi đi. Mình sẽ trở thành cổ đông lớn các bạn ạ. Mình sẽ trở thành cổ đông lớn của game thôi. Mình không nghĩ là mình nạp nhiều như vậy luôn á. Thiệt, mình không nghĩ là mình nạp nhiều như vậy vào game luôn á mọi người. Trời ơi, trước giờ thì mình cứ nghĩ đâu là từ bữa giờ chắc mình nạp tầm khoảng 20 gói là cao thôi. Mà bây giờ gần 100 gói, trời ơi. Gần 100 gói luôn mọi người ơi. Cổ đông lớn của Hegin nữa rồi. Rồi, bốc thăm luôn cả cái hộp chua ngọt đi. Mở cho mọi người coi luôn. Bao nhiêu đây? À, một cái tủ quần áo dâu nè. Rồi cái gì nữa? Một cái tủ quần áo quả dâu nữa. Wow. Rồi trước mắt thì mình sẽ làm thêm nhiệm vụ vào ngày cuối cùng nữa mọi người. Tại vì là mình vẫn chưa làm nhiệm vụ xong cái hoàn thành cái bingo nha. Rồi đúng rồi. Nhớ rồi. Vào clip ngày hôm qua các bạn đã xem được clip của mình chưa? Đấy, thì clip hôm qua thì mình cũng đã nói về cái bộ trang phục của cái chị Táo Tỷ này. À đâu, cái khuôn mặt của chị Táo Tỷ nha, là nó sẽ nằm ở trong cái bộ đồ là Tomato. Thì các bạn sẽ nhận được khuôn mặt này đi chung với lại một cái bộ đồ táo và một cái đôi giày táo hay sao mọi người. Nói chung là hôm qua mình có đăng cái video đó rồi, nhưng mà mình sợ là các bạn chưa có xem á. Thì đó, nó sẽ có hai cách. Chắc chắn là sẽ nhận miễn phí nha, chắc chắn là sẽ nhận miễn phí luôn. Nhưng mà sẽ có hai cách để các bạn nhận được. Một là trong sự kiện đào rương, hai là ở trong cái sự kiện mà các bạn chơi bingo vào cái những cái con thằn lằn mới á. À, thằn lằn mới thì ở trong clip ngày hôm nay á thì mình sẽ cho các bạn coi luôn nha. Và sẽ có thêm một số event liên quan đến những con thằn lằn mới nữa. Cái clip đó chắc mình để ngày mai, ngày mốt gì mình làm đi. Bây giờ thì mình sẽ tổng hợp lại tên cũng giống như là hình ảnh của 15 con mới á cho các bạn coi luôn. Dễ. Quá easy game mọi người ơi. Thật sự luôn, dạo này mình lười làm nhiệm vụ cực kỳ. Các bạn xem clip của mình các bạn sẽ biết nha, dạo này bác Thịnh rất là lười làm nhiệm vụ luôn mọi người. Kia trời đất ơi, một quả nữa mà nằm dưới này luôn. Ok, xong nha. Rồi, mọi người bình tĩnh đi, hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem 15 con mới. Nhưng mà mấy con thằn lằn mới đợt này mọi người nhìn nó hung dữ lắm.
Thật luôn á, mấy con thằng lằn mới đợt này á, rồi kỳ đà nữa, không biết các bạn nào xem clip của mình mà có sợ mấy con kỳ đà không mọi người. Đợt này có mấy con kỳ đà nó nhìn nó hung dữ lắm luôn á. Gần đây luôn, hên quá, tự nó giấu ở đâu chứ. Rồi. Ok, xong nha, dầu ô liu này. Wow. Rồi, 60 xô bingo. Để mình coi thử coi là mình tới đâu rồi. Tôi tới đâu rồi ta? À, vẫn còn 2 ô mọi người ơi, vẫn còn 2 ô nha. Mình vẫn còn 2 ô nha mọi người. Rồi, nhưng mà chắc là mình sẽ để đấy mọi người ơi. Mình sẽ để dành đi, mình sẽ để dành đi, ngày mai nó cho đủ luôn. Trước khi đến cái phần mà review bách khoa toàn thư mới á, thì mình sẽ cho các bạn xem hiện tại danh sách bộ là 268 con thôi nha. Rồi, những con mới thì nó cũng chưa có update ở trong này luôn. Đây các bạn coi, mình thì mình còn thiếu rất là nhiều con luôn. Mình nghe có nhiều bạn bảo á, là anh Thịnh ơi, có phải cái con sâu keo là cái con hiếm nhất ở trong game không anh Thịnh nhờ? Con sâu keo, các bạn còn nhớ con sâu keo không? Bạn nào chơi game của mình thì chắc chắn các bạn sẽ biết con sâu keo nha. Nói chung thì con sâu keo là hình như là nó nằm ở trong cái đợt event dâu á mọi người. Thì đợt đó các bạn làm nhiệm vụ á, mọi người sẽ đi bắt con sâu keo á. Đúng không mọi người nhờ? Thì cái phiên bản mới sắp tới đây nó sẽ có một cái map mới là cái map nông trại. Cái map nông trại kỳ lân này á, mình sợ là sẽ có thêm bộ mới trong này nha mọi người ha. Đặc biệt là con sâu keo á, không biết là nó có xuất hiện lại hay không. Mình hy vọng là sẽ có thằng lằn ở trong này. Rồi, 15 loại thằng lằn mới, xem kỹ clip này của tôi nha. Ta-da! Thì mình sẽ tổng hợp lại tên cũng giống như là hình ảnh nha. Các bạn lưu ý nha, hiện tại thì vẫn không biết được nền của những con này là nền gì nha các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn biết nền á, thì mình sẽ dựa trên được cái mức độ hiếm của con này. Ví dụ như nó càng hiếm á, thì trong game nền của nó sẽ là nền tím nha các bạn. Và cái con này là con tắc kè Mikara nha. Mọi người có thể lên Google để search cái tên này, nó sẽ có hình ảnh của con này luôn á. Rồi, tiếp tục nữa là tới cái con thằng lằn chúa Giê-xu nha mọi người. Tại vì sao gọi là thằng lằn túa Giê-xu? Tại vì các bạn lên Google, các bạn search cái tên này đi, thì mọi người sẽ thấy được hình ảnh thật của nó ngoài đời nha. Con này nó chạy rất là nhanh các bạn. Ở ngoài đời nó chạy cực kỳ nhanh luôn, nó chạy trên mặt nước á, chạy siêu nhanh luôn. Và đây chính là cái tên khoa học của nó nha mọi người ha. Rồi, tiếp tục nữa đó chính là em tắc kè hoa xanh lam. À, đợt này thì sẽ có được hình như là 3-4 con liên quan, 3-4 con dòng họ tắc kè hoa nha mọi người ha. Lúc đầu thì tụi mình có một con tắc kè hoa thường đúng không? Đợt này thì sẽ có tắc kè hoa xanh lam nè. Rồi một con tắc kè hoa xanh đậm nữa hay sao á. Thì con này là con xanh lam nha mọi người ha. Tiếp theo đó chính là con tắc kè hoa xanh, con là con xanh đậm nha. Thì những con tắc kè hoa này á, mình thấy nó khá là giống với lại con tắc kè hoa thường mọi người, kiểu như là game chỉ đổi màu thôi á. Mặc dù là mình có search lên Google á, thì có thực tế là có mấy con này ngoài đời thật luôn, nhưng mà kiểu như nó không có mới mọi người ha, nó cũng như cũ đổi màu à. Rồi, đây mới là cái con mới các bạn. Thế, mình thấy con này, mình sợ tên của con này ngoài đời mình sợ luôn mọi người. Tên của nó là con kỳ đà cây đen nha các bạn ha. Cái tên khoa học nha, là kỳ đà cây đen nha. Mọi người lên Google các bạn search để biết hình ảnh thật của nó nè. Và nó cũng là một trong những cái con kỳ đà mới trong game của bọn mình luôn. Tên là kỳ đà cây đen. Ui, đen thui luôn. Rồi, lúc hiện tại thì các bạn cũng biết mà, đã có con hoa báo đúng không? Thì sẽ có thêm một em nữa, tên là con thằng lằn báo bạch tạng nha. Con này thì ngoại hình của nó giống cái con kỳ nhông của mọi người. Nói chung là nó sẽ là nó hồng hết luôn, nó hồng trắng á, trắng hết luôn, bạch tạng mà đúng không? Trắng hết luôn, báo đốm mà mọi người. Tên nó là thằng lằn báo bạch tạng nha. Rồi tiếp tục nữa là tới cái con thằng lằn xanh. Mọi người lên Google để các bạn xem được hình ảnh thật của con này nha. Con này thì nó chỉ có một màu thôi mọi người, đuôi nó dài lắm. Thằng lằn xanh, xanh nước biển hết người luôn. Mấy con này thì mình không biết nền gì á. Mọi người có thể nhìn sẽ cái tên này á, để xem thử là nó có hiếm hay không nha. Nếu như mà hiếm thì chắc chắn nền tím. Rồi tiếp tục nữa là con thằng lằn xanh Cuba. Rồi tại sao cái con này lại có tên là thằng lằn xanh Cuba? Tên này cũng là tên khoa học của nó luôn. Con này thì nó xuất xứ ở Cuba nha mọi người. Và nó còn một cái tên gọi khác nữa, nhưng mà mình lấy cái tên tiếng Việt đi. Người ta hay gọi là thằng lằn xanh Cuba đi. Đó, màu của nó sẽ như thế này nha, nhìn rất là đẹp các bạn ha. Tiếp tục nữa, rồi tới con này nè. Con này tên á là thằng lằn Tutara nha các bạn ha. Rồi, bạn nào muốn xem được ngoài đời nó như thế nào thì cứ lấy cái tên này, đây là tên thật của nó nha. Thằng lằn Tutara nha mọi người ha. Wow, nhìn con này thì ở trên mình nó có những cái gai đó mọi người, nhìn cũng đẹp ha. Nhưng mà không bằng con này được. Con này mình nghĩ là con hiếm nè. Con này mình nghĩ có thể là con hiếm nè. Tên của nó là thằng lằn đuôi gai lùn nha. Đúng cái tên chuẩn của nó luôn á, là thằng lằn đuôi gai lùn nha mọi người. Con này thì nó ngắn lắm, nó mập mà nó lùn nữa mọi người. Nó mập mà nó lùn mà nó còn ngắn nữa các bạn ơi. Tên của nó là thằng lằn đuôi gai lùn nha mọi người. Đợt này thì cũng có mấy con gai luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là một em thằng lằn mới, tên là thằng lằn đá đầu đỏ nha. Con này ở ngoài đời á thì nó rất là dài nha các bạn. Và cái đầu và cái đuôi của nó sẽ có màu đỏ nha. Đầu và đuôi nó sẽ có màu đỏ nha mọi người ha. Nói chung thì cũng đẹp đấy các bạn nhờ.
Đợt này thì không có con gì khác ngoài những con thằng làng kỳ đà và con tắc kè thôi nha các bạn ha. Rồi tiếp tục nữa, con này thì mình cũng đang nghi nghi là mình sẽ xếp nó vào trong những cái con nền tím luôn mọi người. Tên của nó là con kỳ nhông nha, con kỳ nhông đuôi gai xanh nha mọi người. Cái đuôi của nó giống như là con rắn đuôi chuông vậy mọi người, nó có những cái gai 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 nha. Nó giống như con rắn đuôi chuông vậy, nhìn con này mình thấy sợ mọi người. Rồi tiếp tục nữa là một cái con thằng lằn hang động. Thằng lằn này thì nó hay xuất hiện ở trong hang động đó mọi người, nên tên của nó, tên khoa học của nó, người ta sẽ gọi nó là con thằn lằn hang động đó mọi người. Và mắt của con này nó cũng đỏ nữa. Nói chung con này thì mình nghĩ chắc là nền xanh nước biển thôi. Ừ, con này mình nghĩ nền xanh nước biển đó mọi người, cũng bình thường à. Rồi tiếp tục, một con nữa là con tắc kè hoa nha mọi người ha. Cũng là tắc kè luôn, nhưng mà tắc kè hoa báo đỏ nha mọi người ha. Tắc kè hoa báo đỏ thì đợt này sẽ có là tắc kè đỏ nè, tắc kè xanh nước biển nè, tắc kè xanh đậm nè. Đó, thì nó chỉ đổi màu thôi. Đấy, rồi tiếp tục nữa. Còn hồi nãy giờ bao nhiêu con rồi mọi người nhờ? Hình như là 15 con đúng không? Rồi, ok, con cuối cùng đó chính là con tắc kè hoa Jackson. Nãy giờ chỉ có riêng cái con này là khác thôi mọi người. Chỉ có riêng con này là khác biệt so với những con tắc kè hoa còn lại thôi, bởi vì con này nó có 3 cái sừng các bạn. Con này nó có 3 cái sừng nha. Tên khoa học của nó là tắc kè hoa Jackson nha mọi người ha. Rồi đây, con này thì mình nghĩ chắc có thể là nền tím luôn đó mọi người ơi, nền tím đấy. Trời đất ơi, hôm nay làm clip cái gì vậy? Hôm nay làm video review cho các bạn coi mười mấy cái con thằn lằn mới thì mình bắt được con này với lại con vừa rồi là con cổ diềm nha. Và con lưỡi xanh này mấy nấy ơi. Sắp tới thì tụi này nó sẽ được khoác lên mình những cái bộ màu mới nha mọi người. Nói chung là đẹp hơn á. Với lại thì cũng có con rất là to nha mọi người ha. To hơn những con này luôn á. To lắm. Bây giờ thì các bạn sẽ làm quen bắt những con này trước đi. Những cái con thằng lằn, những con như thế này, kỳ đà đó mọi người, nó rất là nhảy nha, siêu nhảy luôn á. Mình bắt bỏ rất là nhiều và mình cảm nhận được là những con thằng lằn này nó siêu nhảy luôn. Mình hy vọng là những con mới sắp tới đây thì nó sẽ bớt nhảy lại tím mọi người ơi. Chứ nếu như mấy con nền tím mà nó nhảy như con ta tu thì khó cho mấy bạn mới chơi game rồi. Wow, có mũ luôn. Quá đã mọi người ơi. Như vậy mình được hai con mũ luôn. Ủa sao hôm nay tự nhiên tụi này nó dễ ra mũ vậy ta? Câu chuyện lạ, gặp hai con bộ ngựa nó đi một chỗ luôn chứ. Trời đất ơi, hai con một chỗ luôn nè mọi người. Để mình đợi con này nó xuống xa xa tí nha. Ấy, Quên, thả vượt gần quá. Đừng nói đá tôi giống con kia luôn nha. Đừng nói đá tôi giống con kia nha. Buồn luôn anh ý ơi, tệ với mất 200 tiền sao kìa. Hai trăm mười bảy. Còn một con nữa. Còn con nữa đâu rồi? Ra đây. À, đây rồi, bé yêu của anh đây rồi. Chạy hả? Dạo này anh đang nghèo khổ lắm, không dễ gì mà anh tha cho tụi em được đâu. Thấy là anh bắt thôi, thông cảm nha. Tôi ghét bắt bỏ với mấy cái cành cây lắm nha, không có thấy gì hết trơn á. Dạo này đang nghèo á, thấy là bắt thôi chứ không tha được đâu. Bé ơi, được bao nhiêu? 212 hả? 212 cộng 217. Ui, lời. Trời. Lại thêm một con nữa. Cái gì vậy? Sao mà ba con một map luôn nè, ngon quá ta. Chưa gì mà mình thấy sáng này lời đó. Nhưng mà không có mũ nha, có mũ nó mới lời nha. Có mũ mới lời nha, thời tới. Đi cày tiền sao mà gặp mấy em này thì cũng khá là ngon. Lên nào. Lên mũ đi. Con này như mắt vàng đúng không? À, bọn người nhảy hả? Rồi, mắt cũng vàng luôn, 213. Thời tới mấy ní ơi. Bây giờ mà gặp thêm một con nữa chắc té xỉu luôn á. Kìa nữa. Ơi, thời tới mọi người ơi, cái gì vậy? Sáng sớm mà bóc cho mình mấy cái bát thì toàn là mấy con bọn ngựa không vậy trời? Trời ơi. Sáng giờ mình gặp toàn con này không mọi người? Thôi cũng được, bán lấy sèn thôi. 201 nữa, ngon. Rồi tôi thấy 200 thì hơi thôi. Cái này phải 400 nha, này 400 nha. 200 thì hơi ít nha. Này phải 400. Rồi hay quá, tự động giao nộp luôn. Tự động giao nộp tiền sao cho tôi luôn. Hay quá. Bao nhiêu? Thấy chưa? Trời đất ơi, không có mũ mà được 470 tiền sao. Nền xanh dương, thấy đỉnh chưa? Nền xanh dương đó, sợ chưa? Bảo quản liền. Khiếp hồn liền. Nó bằng một con tím luôn. Tuy là con này nó cùi, nhưng mà những cái lúc mà gọi là đi bắt mà không được con gì như thế này thì đối với anh cái con này nó hiếm lắm em ơi.
nó quá hiếm luôn. Trời đất ơi, tại sao như vậy chứ? Tại sao mà nguyên cả buổi sáng mình đi tìm ếch cho mọi người coi á mà không gặp được con nào mọi người? Mình cảm nhận đương như là mấy con ếch này nó nghỉ sớm hay sao á, mặc dù là phải còn 2 ngày nữa nha. Tụi này nó nghỉ sớm á mọi người, quá buồn luôn. Wow, có mũ luôn, thơm thơm. Coi như là giải hạn đi các bạn ơi, chứ nãy giờ mình đi cả tiếng rồi đó, mình đi tìm ếch quay clip cho mọi người coi á, nhưng mà thật sự là không có con nào. Đen quá luôn, đen luôn. Trời ơi, tôi thấy cái gì nó vàng vàng, mình cứ nghĩ ra là bộ kịp chìm vàng. Lại gần một tí nữa phát hiện ra cái con cùi này, vậy mà nó còn đứng chung với con kia nữa chứ. Hai con luôn mới chịu chứ. Trời. Ok, đứng chung với nhau nè, đứng chung với nhau nè. Con kia đâu rồi? Con kia chạy hả? Con cùi này nó chạy kìa. Ủa, anh mới vừa bắt xong một con ở bên kia, xong cái thoát ra vô lại bên này có một con nữa. Thôi kệ cũng được mọi người, thôi kệ cũng được mấy nấy ơi. Thiệt chứ hôm qua giờ anh thấy bọ nó không còn nữa mọi người. Bọ giờ như là không còn một con luôn á. Không còn một con. Gì vậy trời? Uầy, 506. Cục vàng ơi, cục vàng ơi, cục vàng của tôi nè mọi người. À, nhức cái ràng quá, nhức cái ràng quá, nhức cái ràng quá. Mấy bạn thấy cái gì không? Mấy bạn thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Biết nó là cái gì chưa? Herula Fake mọi người. Herula Fake nhé. À, thôi xong rồi. Nói cái gì nữa đây? Nói cái gì nữa đây? Thôi xong em với anh rồi, bỏ hung lực sĩ. Ok, bỏ vô luôn, bỏ vô ba lô luôn. Trời đất ơi, có thể các bạn không biết chứ. Hồi sáng giờ mình bắt rất rất là nhiều, nhưng mà chắc đây là cái con cốc lửa đầu tiên mình gặp, con ếch đầu tiên mình gặp, loài ếch đầu tiên mình gặp trong ngày. Mình nghĩ là, ui, ui, cái cảm giác hôm nay của mình á, ui, 500 tiền sao luôn. Trời, tí nữa là mình bỏ bạn, tí nữa là mình không quay đâu. Tại vì là hôm nay là mình sẽ kỷ niệm mấy con này. À, một con nữa, hai con luôn. Ui, sao tụi nhiều thế nhờ. Ui, 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 hai con luôn nè. Rồi, con này được 200 nữa, 200 với 500 là 700 tiền sao rồi mọi người ha. Wow. Cũng được, cũng được, cũng được. Ê, 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 em ơi, bé ơi, anh bên đây mà. Trời ơi, bé ơi, anh bên đây mà, cái gì vậy, đúng rồi, bên đây, bên đây, bên đây. Đúng rồi, anh ở bên đây nè, 200 nữa là 700 tiền sao. Ký em với anh Thịnh ơi, rồi, ok, mọi người đợi anh tí nha. Để anh ký cho bạn này, cái anh đi một phòng á, anh nghĩ cái map này vẫn còn á. Ok, chào, em nhỏ rồi, ký xong rồi nha. Lên TV luôn đấy. Rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục mọi người ơi. À, biết ngay mà, tôi biết ngay là cái map này vẫn còn mà. Rồi, thời tới, thời mình tới rồi các bạn ơi, thời mình tới rồi, thời mình tới rồi. Thời của mình tới rồi, 700 với 200 là 900 các bạn. Thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? 200 mọi người ơi, 200. Wow, 200, 200 với 700 là 900 rồi đó. Map này bây giờ mà gặp thêm một con thằng lằn tattoo nữa là mình nói thật với mọi người luôn là hôm nay là quá hên các bạn, đen nhưng mà cuối giờ thì lại quá hên nha. Rồi đâu, vô 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 vô. Một em tattoo nó coi, một em tattoo nó coi. Lẹ 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 các bạn ơi. Wow, mình đang edit video các bạn ơi, đang edit video. Rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Ok. Như vậy thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là những bé này sẽ kết thúc. Và đây các bạn coi, mình lại bắt được một em yêu tinh nữa mọi người ơi. Mình đang edit clip luôn á thì mình đeo tai nghe, mình có nghe được cái tiếng kêu của con này. Mình biết ngay là con gì luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Siêu. Như vậy thì hôm nay mình tưởng đó là mình sẽ rất là mớm nha các bạn, nhưng mà không ngờ là mình vẫn tìm được một em ếch yêu tinh. Cũng hên các bạn ơi. Mình tưởng đó là clip hôm nay của mình mớm luôn rồi đó. Tại vì ếch bây giờ mình thấy nó gần hết rồi mọi người, nên là nó xuất hiện rất là ít luôn á. Wow.